Thưa quý vị và các bạn, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của thành phố Tam Kỳ đã diễn ra thành công, tốt đẹp, an toàn, dân chủ, đúng luật và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Đặc biệt, cuộc bầu cử lần này diễn ra giữa lúc dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, từ lúc chuẩn bị cho đến lúc diễn ra cuộc bầu cử. Tuy vậy, với sự lãnh chỉ đạo sát sao của tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nhiệt tình hưởng ứng của nhân dân, cuộc bầu cử tại Tam Kỳ đã đạt được thành công như mong muốn. Chuyên đề hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về việc triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đã vào cuộc một cách tích cực, đồng loạt với quyết tâm cao. Ban chỉ đạo bầu cử, ủy ban bầu cử và các tổ, tiểu ban phục vụ công tác bầu cử cấp thành phố và 13 xã phường lần lượt được thành lập. Hệ thống các văn bản phục vụ công tác bầu cử, công tác kiểm tra, giám sát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ủy ban bầu cử, các tiểu ban và các giải pháp chỉ đạo thực hiện bầu cử được tham mưu kịp thời. Nhân sự mà trực tiếp tham gia công tác bầu cử của toàn thành phố là đến 3.500 người. Thì nhìn chung là các anh chị, các cô chú và cũng đã tích cực trách nhiệm hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Thì như vậy mà khoảng 7 giờ sáng ngày 24 tháng 5 năm 2021 á, thì công tác tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp là cơ bản hoàn thành. Thực hiện thông tri số 13 ngày 19 tháng 1 năm 2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tam Kỳ đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công các hội nghị hiệp thương để đi đến thỏa thuận lập danh sách chính thức 52 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 12 nhiệm kỳ 2021-2026. Chỉ đạo hướng dẫn Ủy ban Mặt trận các xã phường thực hiện quy trình 5 bước về nhân sự và các hội nghị liên quan đảm bảo theo quy định và được cử tri ghi nhận đánh giá cao. Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân và các tổ chức thành viên cùng cấp giám sát quá trình tổ chức cuộc bầu cử. Liên tục thành lập đoàn giám sát về công tác chuẩn bị, việc niêm yết danh sách ứng cử viên và danh sách cử tri nhằm góp phần đảm bảo cuộc bầu cử dân chủ, đúng pháp luật. Đối với cái nhiệm vụ bầu cử thì là mặc dù 5 năm mới có một lần, nhưng mà cái việc làm đây là việc làm thường xuyên của mặt trận các cấp. Cho nên là trước hết là cái tinh thần, thái độ, cái trách nhiệm của mặt trận là trong cái cuộc bầu cử là hết sức là nghiêm túc và là cũng như các đơn vị đều quán triệt sâu sát, chặt chẽ, đầy đủ các cái chủ trương, các cái quan điểm và đặc biệt là các cái hướng dẫn của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cho nên là trong cái quá trình tổ chức thực hiện là đúng thời gian, đúng quy trình và không có những cái vấn đề gì sai sót. Một trong những yếu tố góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới trên địa bàn thành phố Tam Kỳ đó là công tác tuyên truyền cổ động trực quan gắn với công tác phòng chống dịch COVID-19. Công tác tuyên truyền được chia làm 3 đợt với các mốc quan trọng gắn với tiến độ chuẩn bị cuộc bầu cử. Đặc biệt, vào thời điểm nửa tháng trước khi cuộc bầu cử diễn ra, công tác tuyên truyền cổ động trực quan được đẩy mạnh với nhiều hình thức khác nhau để làm cho mọi cử tri hiểu rõ vai trò, vị trí của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và để ngày bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay và lại diễn ra trong một bối cảnh rất đặc biệt do dịch bệnh COVID-19 phát sinh và tác động ghê gớm đến mọi mặt đời sống xã hội. Đứng trước khó khăn thử thách đó, cùng với cả tỉnh, Tam Kỳ đã nỗ lực tổ chức thành công tốt đẹp cuộc bầu cử.
Các phương án, kịch bản phòng chống dịch được Ủy ban bầu cử thành phố quán triệt thực hiện nghiêm túc. Lãnh đạo tỉnh thường xuyên kiểm tra và đánh giá cao công tác chuẩn bị và thực hiện của thành phố. Các khu vực bỏ phiếu đảm bảo thông thoáng, cử tri tham gia bầu cử triệt để chấp hành yêu cầu giãn khoảng cách, sát khuẩn tay và đeo khẩu trang trước khi vào nhận phiếu bầu. Từng tổ bầu cử bố trí đầy đủ nhân lực y tế, đoàn viên thanh niên tham gia phục vụ các điểm bầu cử, hướng dẫn cử tri tuân thủ quy định phòng dịch. Đối với các trường hợp cử tri đang cách ly tại khu cách ly tập trung và cách ly tại nhà, thì thùng phiếu phụ được mang đến tận nơi. Các quy trình về trang phục bảo hộ, cách thức bỏ phiếu được thành viên của tổ bầu cử hướng dẫn cụ thể nhằm đảm bảo cử tri thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình. Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại thành phố Tam Kỳ được thực hiện chu đáo. Hoạt động tập huấn, tuyên truyền được tổ chức phù hợp với tình hình địa phương và trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ủy ban bầu cử thành phố đã trưng dụng 160 cán bộ công chức viên chức từ các phòng ban đơn vị và Ủy ban bầu cử xã phường huy động gần 2.900 trường hợp là đoàn hội viên, cán bộ quân dân chính thôn, khối phố tham gia các tổ bầu cử, phục vụ đắc lực để cuộc bầu cử diễn ra đảm bảo theo luật định. Chúng tôi làm việc với tinh thần khẩn trương nhưng thật chính xác để tổng hợp tất cả các lá phiếu của cử tri, bầu các đại biểu được chính xác, thể hiện được tôn trọng quyền làm chủ của người dân. Thì Ban Thường vụ Thành đoàn Tam Kỳ cũng đã có văn bản triển khai cho tất cả các cơ sở đoàn, đặc biệt là các đoàn xã phường. Trước mắt là vừa thực hiện cái công tác tuyên truyền bầu cử và vừa kết hợp với lại tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Các cơ sở đoàn thành lập mỗi cái điểm vào thực hiện bầu cử là một cái đội thanh niên xung kích hướng dẫn các cử tri đến để tham gia công tác bầu cử, là sát khuẩn, phát khẩu trang miễn phí, hay là các cái thành viên, một số cái đoàn viên thanh niên cũng nằm trong cái tổ bầu cử thì cũng hỗ trợ với cái tổ bầu cử trong cái việc mà kiểm phiếu. Trong khí thế phấn khởi và hào hứng của ngày 23 tháng 5 năm 2021, 90.190 cử tri của thành phố đã đi bầu cử. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cao so với các nhiệm kỳ trước, 99,97%. Có được sự thành công này là nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến xã phường, sự chỉ đạo rất quyết liệt của Ủy ban bầu cử các cấp, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các phòng ban liên quan với địa phương và sự tập trung cùng tinh thần, thái độ, trách nhiệm cao của lực lượng làm công tác bầu cử ở từng tổ bầu cử. Và điều quan trọng nhất là sự hưởng ứng tích cực của cử tri thành phố khi tự tay bỏ lá phiếu, chọn ra được những người tiêu biểu xứng đáng, gửi trọn niềm tin vào các đại biểu dân cử. Thì chúng tôi là ngày trọng đại của đất nước, nên chúng tôi nghĩ chiến ra khai để nhờ bầu người có thể có đức để phục vụ cho xã hội, cống hiến cho nhân dân, rồi chúng tôi tiếp tục vươn khai mua miếng. Lần đầu tiên cầm lá phiếu trên tay thì em cảm thấy có chút hồi hộp nhưng mà rất là vui ạ, vì lần đầu tiên được thực hiện quyền và nghĩa vụ của một công dân ạ. Và em hy vọng thì em có thể lựa chọn được ra những người sáng suốt, có đủ những đức và tài để có thể là phụng sự cho đất nước ạ. Chuyên môn nghiệp vụ, cử nhân lực, học. Mong muốn là những người mà tôi đã tín nhiệm á, thì cố gắng phát huy và làm tròn cái trách nhiệm của cái nhiệm kỳ đến với đưa cái đất nước ngày còn phát triển đi lên mạnh mẽ nhiều hơn nữa. Sau 5 tháng chuẩn bị tích cực, khẩn trương, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, sự tham gia tích cực của Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể chính trị, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Tam Kỳ đã thành công tốt đẹp như mong đợi. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt cao, số đại biểu được bầu cơ bản đảm bảo tiêu chí, đủ cơ cấu thành phần, an toàn, dân chủ, bình đẳng và đúng luật. Ngày bầu cử tưng bừng khí thế, cử tri đến điểm bầu cử sớm,
Điều này thể hiện lòng yêu nước, lòng tin của nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền thành phố và là thắng lợi của khối đại đoàn kết toàn dân của thành phố và là tiền đề để tiếp tục xây dựng, củng cố bộ máy chính quyền địa phương ngày một vững mạnh trong nhiệm kỳ mới. Trong nhiều tháng qua, cả hệ thống chính trị đã tập trung vào cuộc từ các công tác tuyên truyền, cổ động trực quan cho đến vận động mọi người dân tham gia cuộc bầu cử lần này. Trong đó chúng tôi đánh giá cao các cơ quan như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ thành phố đến xã phường và thực hiện các quy trình hiệp thương để các ứng cử viên tham gia bầu cử Hội đồng Nhân dân thành phố cũng như các xã phường trong lần này. Ngoài ra là mặc dù trong điều kiện dịch bệnh nhưng đã tổ chức gặp gỡ cử tri qua nhiều cái kênh, do đó là có thể người dân nắm bắt rất kỹ về từng ứng cử viên của nhiệm kỳ lần này để người dân sáng suốt lựa chọn những đại biểu đủ đức đủ tài để tham gia Quốc hội và Hội đồng Nhân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Khép lại cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới đầy thành công, sự thống nhất giữa ý đảng lòng dân đã được thể hiện qua những lá phiếu trách nhiệm. Những người đại biểu trúng cử đợt này, bằng bản lĩnh và năng lực của mình, sẽ biến chương trình hành động trước đó trở thành hiện thực, đáp ứng được tâm tư, sự kỳ vọng của cử tri. Thành phố Tam Kỳ đang trên chặng đường mới, xây dựng đô thị hướng đến đạt các tiêu chí loại 1, xứng tầm là đô thị tỉnh lỵ, đô thị sinh thái, thông minh và là thủ phủ xanh, thành phố đáng sống. Những mục tiêu đó đang đặt trọng trách lên vai của những đại biểu dân cử. Và cử tri thành phố vững tin vào những gì đã lựa chọn, vững tin vào một nhiệm kỳ mới của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Đặc biệt là với Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ có những quyết sách mới và đóng góp tâm huyết của đại biểu để Tam Kỳ vươn mình phát triển. Hôm nay chúng ta đi bầu, chọn người có tài có đức, thương dân biết lắng nghe dần, cho đất nước ta sang ngời.